Vâng ạ, kính chào toàn thể anh em đam mê bẫy chuột đồng. Dù là anh em bẫy kinh tế hay anh em sử dụng những cái mẫu bẫy như thế này để bẫy chuột đồng, chuột nhà thì sẽ cũng rất là hiệu quả và tiết kiệm được chi phí. Đầu tiên thì các bác chỉ cần bỏ ra, nếu mà mua lẻ có 8.000 đồng một chiếc cạm như thế này thôi thì các bác sẽ đổi lại được những gì? Đầu tiên thì chiếc cạm này các bác sẽ sử dụng được quanh năm ngày tháng, tái sử dụng được nhiều lần với cái giá là 8.000 đồng thôi. Thứ hai thì các bác bẫy sẽ không cần phải dùng thêm bất cứ tí một miếng mồi nào nữa cả. Đấy, và thứ ba nữa thì các bác thấy cái hiệu quả của nó đem lại cho toàn thể các bác bằng cái cách các bác chỉ cần đặt vào cái lối đi, đặt vào đúng cái lối đi lại của con chuột thôi. Đấy, dù nó đi ra từ trong hang để nó đi lấy mồi hay nó đi lấy mồi từ bên ngoài về hang thì các bác chỉ cần đặt đúng lối đi lại của nó thì 100% là sẽ ok. Đấy, và đặc biệt thì với 8.000 đồng các bác có thể bẫy được từ chuột to đến chuột nhỏ, các bác đều sử dụng được với cái mẫu này. Và đặc biệt hơn thì cái cách sử dụng của nó thì quá là đơn giản. Đây nhá, đây là một chiếc cạm nguyên bản, cạm 9 cm. Đấy, hàng loại 1 và bàn đạp sẽ là dạng khuy đột lỗ, hai khuy như thế này. Đấy, cạm loại 1 dày dặn, không bị méo vành. Thứ hai nữa thì là cái phần chốt của nó là những cái phần chốt tai rất là chắc chắn. Đấy, dày dặn, tai này thì các bác yên tâm, thoải mái, không bao giờ nó bị bật. Và cách sử dụng thì các bác chỉ cần đạp chân vào đây hoặc là bẻ tay. Bác là khỏe thì có thể bẻ tay. Ui, hình như em không bẻ tay thì em phải đạp chân. Em sẽ sử dụng chân nhé. Đây, đạp để mở ra. Đấy, sau khi mà các bác mở đôi ra như thế này, đây, các bác gài cho em hai cái phần lẫy và phần gài lẫy để bàn này vào như nhau như thế này. Gài xong rồi thì các bác có thể chỉnh nhé. Các bác chỉnh cái phần đĩa này, các bác đưa tay bên dưới đẩy lên cao hoặc là đẩy ra giữa, đẩy sang rìa, đấy là do tùy chọn của toàn thể các bác. Đấy, sau khi mà nó về giữa như thế này, ví dụ lối con chuột rồi nó đi chạy thẳng, nó chạy thẳng nha, thì các bác đặt cho em cái bẫy ngang vào như này. Đấy, thì nó đi ra đi vào nó đều phải dẫm vào đây thì nó mới đi được vào hang. Đấy, cách ngụy trang thì còn đơn giản hơn, các bác chỉ cần lấy một cái tấm lá, các bác đậy lên đây là con chuột nó sẽ không biết được nữa rồi. Đấy, và đặc biệt thì không phải dùng mồi mẽ gì cả, và các bác mang đi lên rừng, lên dãy hay là đi lương nó cũng rất là tiện, bởi vì là các bác nhìn thấy đấy ạ, cạm nó rất là nhỏ gọn, nó không cồng kềnh. Đấy là những cái đặc điểm và cái ưu điểm mà khi mà các bác có thể lựa chọn những cái mẫu bẫy như thế này, các bác đi bẫy. Và sau khi mà nó đã dính bẫy rồi, các bác gỡ ra, ngâm những chiếc cạm này qua nước thì nó sẽ mất mùi những cái con chuột mà đã bị sập bẫy vào đây rồi đi. Đấy, sau đó thì các bác lại tái sử dụng được nhiều lần. Và cái quan trọng hơn nữa thì với cái mẫu bẫy này nó sẽ không gây sát thương, ví dụ như là không gây chết chuột. Đấy, ví dụ như những cái mẫu bẫy mà kẹp vào thân hoặc kẹp vào đầu thì nó sẽ gây chết chuột ngay. Với các bác có bẫy kinh tế thì đấy, điều đấy là điều cấm kỵ, đúng không ạ? Thế còn với mà các bác nào mà bẫy để giải trí hoặc là bẫy mà để nó đánh hoa màu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không chết. Vài ngày các bác đi kiểm tra nó cũng sẽ không bị thối. Cái điều đấy là các bác có thể sử dụng được và thấy được cái ưu điểm ngay khi sử dụng cái mẫu bẫy này. Và hiện tại thì nếu các bác mua lẻ như em đã báo giá, nó chỉ có 8.000 đồng thôi. Còn nếu mà các bác sử dụng để mua nhiều, ví dụ như một đơn hàng như 500 chiếc chẳng hạn, thì giá nó sẽ khác đi nha toàn thể các bác nhé. Giá nó khác như thế nào thì các bác cứ liên hệ, nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp em và các bác sẽ trực tiếp bàn bạc về giá cả. Nếu khi mà các bác mua nhiều, ví dụ từ 100 chiếc trở lên. Đấy, và bên em sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về những cái mẫu cạm như thế này. Có những mẫu bẫy mới thì em sẽ cập nhật trong những video tiếp theo hoặc giá cả nó thay đổi. Rất là mong các bác hãy tiếp tục ủng hộ em bằng cách ấn nút đăng ký kênh để gặp lại em trong video clip sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.